Công an triệu tập gần 100 tài xế, vụ hỗn chiến xe ôm công nghệ. Ngân hàng hết vàng trong ngày đầu mở bán vàng miếng SJC. Miền Bắc sắp mưa rất to, nắng nóng kết thúc. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay, ngày 3 tháng 6, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Liên quan vụ hỗn chiến xe ôm công nghệ được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 3 tháng 6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập gần 100 tài xế để xác minh, làm rõ vụ việc. Sau khi củng cố hồ sơ, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 14 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tại khu vực bãi biển xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vừa mới xuất hiện một con rùa biển dài 0,94m, chiều ngang mai 0,86m và nặng hơn 90kg bò lên bãi biển để đẻ 102 trứng. Đây được cho là rùa mè đầu tiên trong năm nay lên bãi đẻ trứng rộng khoảng 1.000m2 mà địa phương này khoanh vùng. Ngày 3 tháng 6, đồn biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tiếp cận được 4 thuyền viên được cứu sống trên biển. 4 thuyền viên này đánh bắt cá ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị dông lốc đánh chìm. Lúc này, một tàu cá đang hành nghề gần đó đã kịp thời phát hiện, tìm kiếm, cứu vớt và đưa về bờ. Qua kiểm tra sức khỏe, các thuyền viên đều ổn định. Kính thưa quý vị, với phương châm cột xong đến đâu, kéo dây đến đó, những ngày qua, bất chấp thời tiết khắc nghiệt, các nhà thầu thi công và công nhân lao động đang gấp rút triển khai việc kéo dây điện 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động. Thưa các bạn, tôi đang có mặt tại vị trí móng cột số 127, đường dây điện 500kV, đoạn qua xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Như các bạn đã thấy, phía sau tôi là các công nhân lao động đang khẩn trương kéo đường dây điện qua tuyến quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Bắc Nam. Đây được xem là một vị trí khá khó khăn trong việc thi công đường dây điện 500kV mạch 3. Hiện nay cái khó khăn nhất của nhà thầu này, nó đang chuyển bước là kéo dây ấy, thì là nó vượt qua các cái đường giao chéo, đường sắt và đường quốc lộ. Nhưng mà hiện nay là cái thời tiết ở Thanh Hóa thì mấy cái ngày này nó nắng nóng oi bức và có những lúc là nhiệt độ lên đến 39-40 độ. Nhưng mà cũng vì cái đấy cũng động viên anh em cũng tự động viên nhau trong quá trình đang triển khai công việc thì cũng là muốn đẩy cái tiến độ về cam kết đúng như theo như cái cam kết với dự án là ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành. Cũng theo chia sẻ của các nhà thầu thi công đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, để đáp ứng đúng tiến độ hoàn thành các đoạn tuyến của dự án này, trong thời gian qua, các đơn vị đã nỗ lực không ngừng nghỉ thi công ngày đêm. Trên tinh thần đó, thời gian tới đây, các đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực, vật lực, triển khai nhiều giải pháp thi công nhằm đảm bảo hoàn thành công việc, sẵn sàng cho việc đóng điện vào 30 tháng 6 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại Trung tâm Giáo dục Cộng đồng về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ triển khai tại Hà Nội, lần đầu tiên, mô hình thực tế ảo được áp dụng giúp mọi người nắm được kỹ năng cứu hộ, chữa cháy một cách chân thực nhất. Thời gian gần đây, xảy ra rất nhiều vụ hỏa hoạn, cháy nổ không mong muốn là nguy cơ đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của con người, đặc biệt là trẻ em. Trung tâm Giáo dục Cộng đồng về Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ ra đời nhằm phổ biến, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho đông đảo người dân dựa trên một công nghệ mới vô cùng đặc biệt. Hôm nay em đã học được những kiến thức hô hấp tim cho nạn nhân, cách sử dụng bình chữa cháy. Em thấy những kiến thức này rất tốt cho cuộc sống và chính bản thân mình. Em sẽ về nhà và tuyên truyền cho bố mẹ và mọi người. Tại trung tâm, lần đầu tiên mô hình thực tế ảo về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được áp dụng nhằm giúp các em học sinh nắm được kỹ năng cứu hộ, chữa cháy một cách chân thực nhất. Đây là công nghệ hiện đại và tiên tiến đang được áp dụng tại đất nước Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc chúng tôi, những mô hình như thế này được lắp đặt rộng rãi và đang đào tạo cho các nhà trường, doanh nghiệp, xí nghiệp. Đây là trang thiết bị tiên tiến, được thiết kế phù hợp cho học sinh để có thể tương tác với màn hình và có những trải nghiệm thực tế. Trung tâm Giáo dục Cộng đồng về Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ được tổ chức hoạt động định kỳ vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần nhằm tạo ra một sân chơi mới vừa rèn luyện những trải nghiệm thực tế, vừa giúp cho mọi người, đặc biệt là các em học sinh có thể hiểu rõ hơn về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin nổi bật diễn ra trong ngày.
Thông tin Ban Tôn giáo Chính phủ phát đi ngày 3 tháng 6 cho biết, ông Lê Anh Tú, hay còn được biết đến với tên Thích Minh Tuệ, đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo. Bản thân ông Lê Anh Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm mùng 3 tháng 6 đến sáng mùng 5 tháng 6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Cơ quan khí tượng nhận định trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Chiều 3 tháng 6, nhiều người đổ về các ngân hàng để mua vàng trong ngày đầu mở bán. Lượng khách quá đông, có những khách mua tới cả chục lượng vàng khiến các ngân hàng như Vietinbank, Vietcombank hay BIDV phải hẹn khách giao dịch vào ngày hôm sau. Tình trạng này xảy ra ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.